Rồi mình đã làm xong khuôn của nồi thái với chiếc Novus 125 nha. Sẵn này mình test thử như này ha. Có gì rất nhẹ nhàng dưỡng xe. Đó. Khuôn của mình bộ nồi thái dưỡng xe. Rồi xin chào anh em Novolet nha. Sẵn đây mình đang ráp cái nồi mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Xe này thì mình đi có hình là nồi bố carbon thái nha. Giới thiệu sơ qua cái nồi cũ cho anh em nắm ha. Thì cái nồi cũ dưỡng xe thì cái bố bị mòn chai rồi. Nó mòn lõm xuống luôn nha. Nó mòn cả cả ly ha. Rồi. Chuông bị sọc huyết nha. Chuông bị sọc huyết rất nhiều rồi. Đây. Rồi, bộ bi thì mòn có chớn nha. Mòn có chớn này nè, bi mòn có chớn nha. Đó. Cái kẹp trượt chủ xe thì mòn hả miệng rồi. Nói chung mua xe này chạy cũng lâu rồi nha anh em ha. Mòn hả miệng nha. Cái lại dây Gura sắp đứt rồi. Thì nay chủ xe qua bên Độ, xe Việt Nam mình bảo dưỡng để đi chơi Tết nha. Thì có mình thì làm gói mà tiết kiệm, với lại là những phần nào hư trước mình sẽ thay trước chủ xe. Thì mình sẽ thay chủ xe là cái dây Gura Bando Nhật nè. Nó Bando Nhật chủ xe ha. Đó, đúng Bando Nhật nha. Rồi, bộ bi mình sẽ đi là bi Bando Nhật cũng xe luôn, gồm 6 bi Nhật nha. Đó, mình đã sắp xếp nó rồi. Đây cho anh em coi nè, đó, bi Bando Nhật nha. Bi thì anh em lắp có hai chiều nha, anh em nha, để cái chiều đít nè, nằm dưới nè, để đánh lên khỏi bị mòn bi của anh em ha. Còn mà anh em lắp lộn sẽ bị hư bi của anh em. Rồi, kẹp trượt thì mình đi ba cái mới nè, 1, 2, 3, đó, mình đã vô giúp mở dũng xe rồi, cho nó khỏi bị mòn nha. Về phần nồi thì mình sẽ đi dũng xe là full của mình nồi carbon thái nha, gồm có 3 cái nè, 1, 2, 3. Ba cái bố carbon thái này là đi full cái mới luôn. Và cái chuông mình làm lại chủ xe hết sọc huyết nha. Đó, bao đẹp cho anh em ha. Đó. Còn cái chuông cũ chủ xe thì cái đó mình sẽ làm lại sau nha ha. Đó, thì anh em mà muốn bảo dưỡng nồi Novolet là để chạy cho Tết thì ghé bên Độ Xe Việt Nam, mình tiến hành tư vấn và làm cho anh em. Cái xe này thì bị xì phốt nè, xì phốt cái nhớt nó ra đây ha. Thì mình cũng sẽ thay chủ xe cái phốt mới luôn để cho đảm bảo độ an toàn nha. Đó, thì anh em cứ muốn bảo dưỡng thì ghé Độ Xe Việt Nam. Lọc gió là thay xong xuôi rồi nha ha, lọc gió body là xong xuôi rồi. Giờ tiến hành là mình thay phốt rồi mình gắn cái nồi chủ xe là xong nha. Rồi, cảm ơn anh em Novolet 135. Rồi, xin chào anh em Novolet nha. Đang tiến hành gắn cái nồi mình quay lại cho anh em tham khảo nè. Cái này thì mình thay luôn chủ xe cái phốt gen mới để cho nó khỏi bị xì nhớt nha. Rồi, tiến hành cho cái nồi trước đó nha. Nồi trước thì mình đã sắp xong 6 viên bi nha. Bi Bando ha. Đó, bi Bando sắp đúng chiều nha. Tiến hành là cho phần nồi sau vô nha ha. Nó phun có bình bu ly bố nồi sau. Rồi thì tiến hành là cho cánh quạt nồi trước vô nha. Rồi tiến hành là cho cái lồng đền tán vô ha. Nó phun nồi trước nha. Nồi sau mình sẽ cho phun cái phần chuông bố nồi sau. Rồi tới lồng đền nha, lồng đền tới tán nha anh em. Mình sẽ bắn hai nồi cùng một lúc luôn nha. Rồi tới tán nồi sau. Hiện tại là mình đang nhận làm xe chơi Tết cho anh em ha. Anh em tranh thủ qua sớm nha. Đó, mình là mấy xe kia cũng đang hành là làm nhanh xong sớm để dùng xe đi chơi luôn. Còn mấy ngày thôi nha anh em. Rồi tiến hành bắn nồi trước nồi sau, mình tiến hành test xe cho anh em ha. Full có hình nồi gọc bó bon thái chủ xe, dây Cura Nhật, bi Bando Nhật nha. Đó, bao ok em ru cho anh em nha. Rồi tiến hành một lúc nồi mình sẽ test xe cho anh em. Đó, full có bình dây mới là em ru, dây mi mới, nồi chuông bố ha. Rồi mình đã làm xong full của mình nồi thái chiếc Novus 125 nha. Sẵn này mình test thử như này ha. Có gì rất nhẹ nhàng dưỡng xe. Đó, full có bình bộ nồi thái dưỡng xe. Thay full dây Bando, bi Bando, kẹp trượt, bố chuông carbon nha anh em. Đó, xe lên rất là nhẹ nhàng dưỡng xe nha. Đó, lên ga có ga cho anh em liền. Đó, nhẹ nhàng, giọt nhẹ dưỡng xe. Chạy đường xa an toàn nha anh em ha. Đó, anh em mà muốn làm xe đi phượt thì ghé Độ Xe Việt Nam. Nồi với anh là giờ là em ru nha. Đó, nên là đi không có bị rung đầu, bị xào nồi nha. Đó, thì quá trình này mình sẽ bảo dưỡng phun để chúng xe đi chơi Tết xa. Rồi, cảm ơn anh em. Hiện tại đang nhận làm xe tới ngày 28 Tết nha anh em.